Theo đuổi đam mê cho hoa nở trên cát sỏi, sau 7 năm cô gái trẻ ở xứ Thanh vốn nhiều duyên nợ với vùng đất Cần Thơ đã sở hữu cho mình một cơ ngơi là vườn xương rồng, sen đá hơn 50.000 cây của hơn 100 giống khác nhau. Và ngày hôm nay, trong không khí rộn ràng ấm áp của những ngày đầu năm mới, mời quý vị hãy cùng với chương trình đến thăm khu vườn độc đáo, nơi mà xương rồng trổ hoa, sen đá bén rễ trên vùng đất Tây Đô này nhé. Lạc bước vào khu vườn này, ắt hẳn không khỏi choáng ngợp trước vườn xương rồng, sen đá, đẹp như một bức tranh. Hơn 100 chủng loại với nhiều hình dáng, kích thước cho đến màu sắc. Chính sự phong phú về chủng loại và chỉnh chu trong cách chăm sóc có thể thấy được tình yêu đặc biệt của chủ nhân nơi đây. Từng khởi nghiệp thất bại ở độ tuổi đôi mươi, dẫu vậy cô gái Trần Hồng Thảo vẫn không từ bỏ đam mê. Rồi năm 2014, tình cờ bén duyên với sen đá, xương rồng đã giúp 9X này lan tỏa được tình yêu với loài cây chỉ sống ở nơi khô cằn, sỏi đá. Em bắt đầu với xương rồng với sen đá là từ cuối năm 2014 hả? Chủ yếu là lúc đó, thời điểm đó là sen đá là chính, xương rồng thì mới chỉ 2 năm sau này thôi. Còn để mà lựa chọn giữa sen đá với xương rồng thì em nghĩ là tại vì cái việc mà dễ chăm sóc, sen đá với xương rồng khá là dễ chăm sóc. Thứ hai là kích thước của nó nhỏ gọn, phù hợp để mà em dễ thiết kế vườn, không gian. Không thành công nào là dễ dàng, với cô gái này cũng vậy. Thuở ban đầu, chưa nắm kỹ thuật chăm sóc, nên số cây trong vườn chết hàng loạt. Số thì bị úng do mưa, số thì chết do quá nóng. Trải qua 3 lần như thế, cô gái trẻ xứ Thanh vẫn không bỏ cuộc, quyết cho xương rồng trổ hoa, sen đá bén rễ trên đất Cần Thơ. Với kinh nghiệm tự học hỏi, tích lũy dần đến việc nhân giống thành công số lượng cây trong vườn ngày càng mở rộng, với hơn 50.000 từ các loại sen đá phổ thông như Phật Bà, Đất Xanh, Cúc, Hồng Mập, Pha Lê, Bắp Cải cho đến các loại xương rồng phổ biến Kim Ngô, Mami, Echi, Lofro, Lubi và một số loại mộng nước khác. Nhưng ấn tượng nhất, bộ sưu tập các cây xương rồng Jimno đột biến lên đến hơn 1.000 cây. Thị trường của em đa số là phân khúc bình dân không à? Những cây nó ở tầm giá khoảng mấy ngàn đến mấy chục ngàn. Còn đến chuyển sang xương rồng đột biến thì dao động cây có thể là từ mấy trăm đến mấy triệu. Em tiếp cận được với nguồn khách hàng mới, có cơ hội để mà mình mở rộng thị trường hơn. Tất nhiên là đột biến nó có nhiều loại nữa, giống như đột biến về hình dáng, đột biến về màu sắc. Nhưng mà cái mà hiện tại trên thị trường người ta đang chuộng và dễ tiếp cận nhất thì theo em là đột biến về màu sắc. Chia sẻ bí quyết trồng hai loại cây này, Hồng Thảo cho biết chỉ cần để cây hấp thụ đủ nắng, mỗi tuần tưới 2 lần khi đất thật khô, sử dụng loại đất trồng dành riêng cho cây thì cây sẽ sinh trưởng tốt. Đa số là những cây đột biến em nhập là đa số là từ Thái Lan không à. Thuận lợi mà em nhìn thấy nhiều nhất đó là cùng đồng điệu về cái môi trường chăm sóc, cái khí hậu á chị. Thái Lan họ cũng nóng và bên mình cũng vậy, cho nên là cây về nó không có cái sự mà thay đổi quá nhiều về cái môi trường, nên là để mà hư hao thì em đánh giá là tỷ lệ hư hao không có nhiều. Đa số là bị thu hút bởi những cái màu sắc. Cho nên là em nghĩ thị trường xương rồng đột biến sẽ còn có cơ hội để phát triển nữa trong tương lai. Và hiện tại thì giá của nó chị đã tốt hơn rất là nhiều so với ngày xưa. Thậm chí ngày xưa có những cây như size này chỉ có thể mua mấy triệu. Thời điểm nó mới ra rồi xong đó nó giảm về tầm 1 triệu, triệu mấy. Nhưng bây giờ chỉ cần khoảng tầm 300 ngàn là chị có thể sở hữu được một cây này rồi. Sau 7 năm gắn bó với loại cây gai gốc, cô gái trẻ đã giúp cho xương rồng trổ hoa, sen đá bén rễ trên đất Cần Thơ. Chính nét đẹp đặc biệt ở cây xương rồng khiến cho nhiều người đam mê ở chỗ từ cây đầy gai gốc nhưng lại tỏa ra nét đẹp lạ thường. Đây cũng là loại cây phong thủy nên không chỉ hút hàng vào dịp Tết mà có thể bán được quanh năm. Hứa hẹn đây sẽ là điểm tham quan cung ứng khắp gần xa.